Xin chào anh chị em Hôm nay thứ bảy tuần 21 à, Chúng ta cùng suy niệm mà tin mừng Thánh Matthew Chương 25 câu 14 đến 30 Chúng ta cùng nhau đọc à, tin mừng Bây giờ Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này Người kia sắp đi xa Gọi đệ tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ Ông đưa cho người này 5 yến Người kia 2 yến Người khác nữa một yến Tùy theo khả năng riêng của mỗi người Rồi ông ra đi lập tức người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được năm yến khác cũng vậy người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ trôn giấu số bạc của chủ sau một thời gian lâu dài ông chủ các đề tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách người đã lãnh năm yến tiến lại gần đưa năm yến khác và nói thưa ông chủ ông đã giao cho tôi năm yến tôi đã gây lời được năm yến khác đây ông chủ nói với người ấy khá lắm anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói thưa ông chủ ông đã giao cho tôi hai yến tôi đã gây lời được hai yến khác đây ông chủ nói với người ấy khá lắm anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành Được giao ít mà anh đã trung thành Thì tôi sẽ giao nhiều cho anh Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh Rồi người đã lãnh một yến Cũng tiến lại gần và nói Thưa ông chủ tôi biết ông là người hà khắc Gặt chỗ không gieo Thu nơi không vãi Vì thế tôi đâm sợ Mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất Của ông vẫn còn nguyên đây này Ông chủ đáp anh thật là tôi tớ xấu xa và biến nhát. Anh đã biết tôi gặp chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng. Để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phạm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia Hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng Thưa anh chị em Bài dụ ngôn về những nén bạc của ông chủ Giao cho các đầy tớ phải xin lợi hôm nay Dường như đó là một cái sự bổ túc Cho cái bài dụ ngôn về mười cô trên nữ đấy Mười cô trên nữ cầm đèn sáng đón chờ chú rời đến muộn Cái việc là mười cô chiến nữ mà cầm đèn đón chờ chú rể đến muộn ở ngày hôm qua đã diễn tả cái việc uh, canh thức tỉnh thức cho cái ngày Chú quang lâm phan xét cái ngày mà không ai có thể đoán định được biết được chính xác ngày nào giờ nào và việc chuẩn bị chú đáo lượng dầu dự trữ như một hình thức tích cực dễ hiểu nói lên việc uh, thái độ sẵn sàng của chúng ta nhưng vẫn có thể gây khó hiểu cho những người khác. Vì với câu hỏi Dầu ấy em chỉ về cái điều gì Và tôi phải chuẩn bị trong cái tư thế nào Thì câu hỏi đó được Đức giê -xu làm rõ trong bài tin mừng hôm nay Chịu ngôn những nến bạc phải xin lời Rõ ràng là khi nói những câu này Nêu ra những vấn đề khó khăn nan giải đối với các kỳ tô hữu thời đầu Khi họ thấy việc Đức Đức giê xu -tô chậm trở lại Và điều này có thể khiến cho họ có thể mệt mỏi, chán nản hoặc là đánh mất đi sự kiên trì, tin tưởng. Vì vậy, để diễn tả sự tín thác vào Chúa, để diễn tả sự canh thức và được nhấn mạnh một cách đặc biệt, thì chúng ta thấy chủ đề này được triển khai dưới những cái sắc thái khác nhau. Và tin mừng Thánh Matthew đã diễn tả sự canh thức qua các đặc tính người môn đệ, đó là trung thành với đức tin, đang khi vẫn phải chu toàn những bổn phận để chứng tỏ mình là những người tài giỏi và trung thành thay vì là những người đầy tớ tồi tệ và bi nhát thế anh chị em chuyện xảy ra khi ông chủ chuẩn bị đi xa đã ký thác những nén bạc của mình cho các đầy tớ với một số vốn mà ông giao cho các đầy tớ như thế ừ, ông có thể đưa tất cả những cái vào vào ngân hàng để đầu tư hoặc là đầu tư cách khác bảo đảm hơn à, như trong cái mẫu đối thoại đối với tên đầy tớ thứ ba để ông gọi là đề tớ biến nhác và tồi tệ đấy. À, việc phân phát các nén bạc không đồng đều không phải là ông thiên vị nhưng là ông phân phát tùy theo khả năng của mỗi người. Vì vậy cho nên như là một phép thử chắc chắn để biết ai là những người tài giỏi và trung thành và ai sẽ là người đề tớ tồi tệ và biến nhát Ông cho họ Toàn quyền đem số bạc đã nhận, đầu tư vào bất cứ việc gì họ thích và họ nghĩ sẽ xin lợi cho ông. Và các đề tớ phải biết đây là cơ hội cho mình để chứng tỏ sự hữu ích của mình. Phải vận dụng mọi khả năng, mọi sáng kiến để xin lãi dựa trên số bạc mà chủ đã giao cho mình. Hai người mà được chủ gọi là tài giỏi và trung thành ấy lập tức đầu tư số của cải được giao. Và đến ngày về ông kêu họ đến để mà à, báo cáo thanh toán sổ sách hai người đầu tiên trình ra thành quả và ông đã không tiếc lời khen ngợi họ bởi vì họ đã chứng tỏ được họ là tôi tớ trung tín và tài giỏi họ được ông tín nhiệm giao phó cho những việc lớn lao và ban thưởng cho họ cái hạnh phúc của chính ông ừ. hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh à, thưa anh chị em đây là một cách diễn tả việc được vào nước trời đấy ạ à. nghĩa là vào trong cõi sống à, nơi hạnh phúc viên mãn còn cái người đầy tớ thứ ba vì hiểu sai về ông chủ, anh ta hiểu ông chủ là người hà khắc này, áp bức này, gặt chỗ không gieo này, thu nơi không vãi này, cho nên anh chọn một giải pháp, một giải pháp theo anh đó là tốt nhất và cũng là khởi dại nhất đó là gì hoàn trả lại nén bạc ông chủ đã giao cho dẫu được là một nén một, một nén bạc chẳng có chẳng đáng là gì so với những người kia, ông cho cho anh rất ít hoặc là dù anh không có phung phí của cái được giao hay là tiêu xài cho mình Anh chỉ có đem chôn giấu nên bạc có bây giờ anh trả lại cho chủ thôi Nhưng anh cũng bị chủ kết án là tồi tệ và biến nhắc Vì đã chôn giấu cái cổ cái tự nó phải xin lời Tồi tệ và biến nhắc ở cái chỗ là anh không có cái sáng kiến nào nữa cả Không có một cái sáng kiến nào để mà đầu tư dù là cái việc dễ dàng nhất mà ông nói rằng là mang số bạc này vào gửi ngân hàng đến khi ông, ông về ông sẽ rút ra cả vỗ đến lời không làm được thử hỏi như thế thì có tồi tệ và biến nhắc hay không thưa anh chị em chúng ta dễ hiểu rằng là à, phán quyết ông chủ rất là công minh rất là hợp tình hợp lý chứ không phải là áp bức ai cả anh bị loại ra ngài nơi chỉ có khóc lóc và nghiến nọc, nghiến răng đó là một cái kiểu nói à, sẽ bị loại ra khỏi à, nước trời thưa anh chị em anh ta đã mất cái cơ hội để chứng tỏ mình là trung thành. Anh ta đã mất cơ hội chứng tỏ mình là một tôi tớ viết vâng lời chủ. Anh làm gì mà được ân thưởng? Anh tự chuốc lấy cho mình cái 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 cái, cái hậu quả tai hại đó bởi chính cái sự tồi tệ và biết nhắc của anh ta thôi. Cho nên thưa anh chị em, cái bài học rút ra như thế này. À, cho dù cuộc Quang lâm của Chúa có thể đến chậm, à, có thể đến với người này và chưa đến với người kia, nhưng mỗi người Kitô hữu chúng ta được lời Chúa nhắc nhở phải luôn tỉnh thức, luôn sẵn sàng với sắc tín như thế này, cuộc phán xét sẽ đến. Và khi Chúa đến, thưa anh chị em, khi Chúa đến, mọi sự sẽ phải trình diện trước Chúa. Về tất cả những cái gì mà Chúa ban cho chúng ta, như bản thân này, như khả năng này, như những ân huệ Chúa ban riêng, ban chung cho chúng ta này, không phải để chúng ta hưởng thụ trong đời sống ngày hôm nay đâu nhưng chúng ta để nhưng để chúng ta biết cách đầu tư sinh lợi cho chúa và sự canh thức này cũng chứng tỏ sự trung thành à, chu toàn các nhiệm vụ à, mà chúa đã giao phó chúng ta tức là tất cả những bổn phận thuộc đời sống kỳ hữu bình thường không phải là cái gì khó khăn không phải gì lớn lao đâu ạ cho nên không cái lối sống của người kỳ hữu chúng ta đấy không phải chỉ sống tránh sự giữ là đủ mà còn phải vận dụng tất cả mọi khả năng để sống lời Chúa và làm mọi điều thiện hảo theo đúng ý của Thiên Chúa nữa cơ. Sống đời Kitô tơ hữu như thế không phải là đem chôn giấu những gì Chúa ban cho như làm xin lời. Và mỗi người chúng ta sẽ được Chúa thẩm định có đáng được vào hưởng hoan lạc nước trời hay không. Chúc anh chị em một ngày bình an trong tình thương của Chúa Cứu Thế và mẹ Maria. Cảm ơn anh chị em.